Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn đã đăng ký và theo dõi kênh Ô tô 360. Đã bước sang một tuần mới, xin chúc quý vị và các bạn một tuần mới thật là vui vẻ, hạnh phúc, công việc gặp nhiều may mắn. Hôm nay Ô tô 360 sẽ lại giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe mà hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu ngay tại cửa hàng chúng tôi. Đó là một chiếc xe Mazda 2. Đây là phiên bản Mazda 2 Sedan. Chiếc xe này sản xuất năm 2018, đã đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và biển số rất đẹp ạ. Đã đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và một chủ từ đầu ạ. Chiếc xe này đăng ký tháng 3 năm 2018 và đã lăn bánh được 1.900.000 rồi ạ, tức là 19.000 km rồi ạ. Tí nữa tôi sẽ quay trực tiếp tại đồng hồ cho quý vị và các bạn cùng xem chiếc xe đã lăn bánh được 1.900.000 rồi ạ. Và lốp sơ cua còn nguyên chưa hạ và dàn lốp này mới lăn bánh được 1.900.000 rồi, cho nên là còn rất đẹp ạ. Đây là mời quý vị và các bạn cùng xem chi tiết, chúng tôi sẽ quay toàn bộ cho quý vị và các bạn cùng xem. Đây là cái phần đầu, phần ba đợt sốc của chiếc xe đây ạ. Và đây là phần ba đợt sốc sau của chiếc xe. Phần ba đợt sốc sau này đã được chủ xe lắp thêm cái phần border kit sau, có thêm vào cái phần ống xả đôi đấy ạ, cho nó đẹp. Đây là cái sở thích của chủ xe đã lắp thêm vào cái phần border kit sau này ạ. Biển số xe rất là đẹp ạ, 3BF là 09469. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị và các bạn vui lòng liên hệ theo số hotline của Ô tô 360 là 0905 608 883 để được xem chiếc xe này ạ. Chiếc xe này còn đang rất là đẹp ạ, vì là chiếc xe là 2018 chạy mới 2 năm thôi, cho nên thì chiếc xe này còn đẹp, cực đẹp đấy ạ. Đây là cái phần đèn hậu của chiếc xe ạ. Đèn hậu của chiếc xe còn đang rất là mới và đẹp ạ. Toàn bộ tổng thể của chiếc xe này tất cả đều rất là mới và đẹp. Về chất lượng của chiếc xe này thì xin quý vị và các bạn là yên tâm ạ. Chúng tôi xin cam kết với quý vị và các bạn là chiếc xe không đâm đụng, không ngập nước. Xi nhan được tích hợp trên gương ạ. Đây là chiếc xe xi nhan đã được tích hợp trên gương và chiếc gương xe được chủ xe rất là cẩn thận, đã được lắp thêm một cái xích bảo vệ khỏi mất cắp ạ. Chiếc la răng 16 của chiếc xe đây ạ. Và đi theo chiếc la răng 16 này là một dàn lốp là còn rất là mới, vì mới lăn bánh được 1.900.000 thôi, cho nên là cái dàn lốp này rất là mới. Toàn bộ về cái phần cụm đèn pha của chiếc xe đây ạ. Cụm đèn pha đã bao gồm đèn pha, đèn xi nhan, đèn cốt đầy đủ ạ. Hệ thống đèn đã được full LED rồi ạ. Cùng với chiếc đèn gầm cũng đã được trang trí, bên cạnh đèn gầm là một chiếc đèn LED ban ngày của chiếc xe. Khi nổ máy là cái đèn LED này nó sẽ sáng. Toàn bộ cái phần ba đợt sốc trước của xe này đã còn rất là đẹp và nguyên bản, là chưa có dấu hiệu của sự đâm đụng hay là va chạm, chưa có xước sát luôn đấy ạ. Chiếc xe này còn cực đẹp và chúng tôi cam kết là không đâm đụng hay không ngập nước ạ. Máy móc nguyên bản hết ạ. Và biển số của chiếc xe rất là đẹp, 30F là 09469. Chị em nào mà thích 69 hay là 96 thì mua chiếc xe này là rất là hợp lý ạ. Bây giờ chúng tôi sẽ bước vào cái khoang nội thất để giới thiệu cho quý vị và các bạn xem về khoang nội thất của chiếc xe. Đây là chiếc táp bi cửa bên lái ạ. Toàn bộ về cái phần điều chỉnh kính điện đấy, gương gập điện, vô lăng lăn bánh được có 1.900.000 thôi, cho nên là vô lăng nó cũng còn đang là đẹp lại như mới. Chiếc xe đã được tích hợp rất là nhiều option, ví dụ như có cả cái chế độ i-top để giúp tiết kiệm nhiên liệu này, chế độ chống trơn trượt này, nâng chỉnh cao thấp cho đèn pha. Toàn bộ về cái phần nội thất này, táp bi, táp lô này còn rất là mới và đẹp. Và đặc biệt là cái nội thất này thì chủ xe đã lắp thêm một cái bộ áo ghế là màu nâu. Nguyên bản là cái ghế này của nó là da cao cấp màu đen, nhưng chủ xe ốp thêm một cái lớp áo ghế này, là cho nên nếu bỏ cái lớp áo ghế này ra thì là cái lớp da của xe này còn đang rất là mới và đẹp. Quý vị các bạn yên tâm là nội thất này còn đang rất mới và đẹp, và từ cái bậc cửa cũng được ốp rất là cẩn thận bằng inox, cho nên là chống xước. Nếu bỏ cái lớp áo ghế này ra thì là cái bộ ghế da này còn đẹp lắm đấy ạ. Vô lăng cũng chưa có dấu hiệu của sự mài mòn, cho nên là vì nó lăn bánh được có 1.900.000 thôi, cho nên là còn rất là đẹp ạ. Tôi sẽ quay về cái phần nội thất về đằng sau của chiếc xe này cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Đây là toàn bộ về cái nội thất này, khoang sau cũng được là ốp thêm một cái lớp áo ghế này ạ. Đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên lái ạ. Còn đang rất là mới, chưa có dấu hiệu của sự mài mòn hay xước xát gì cả. Toàn bộ là cái táp bi này còn đang rất là mới. Bậc cửa cũng được ốp thêm cái phần chrome, cho nên là chống xước rất là tốt ạ. Cái áo ghế này là chủ xe mua xe là đã lắp thêm luôn cái áo ghế màu nâu này, cho nên là nếu như quý vị các bạn không thích thì quý vị các bạn có thể bỏ cái lớp áo ghế này ra thì sẽ cho ra là cái lớp da bên trong còn đang rất là mới và đẹp. Tôi sẽ quay chi tiết lại cái toàn bộ về cái phần táp lô cửa để cho quý vị và các bạn cùng xem. Đây là cái phần đèn trần đấy ạ. Tôi sẽ bật cái đèn trần này lên để cho nó có thêm ánh sáng để quay cho nó rõ hơn, vì hôm nay tôi quay ở trong nhà cho nên là ánh sáng nó hơi tối một tí. Quý vị các bạn là cố gắng xem ạ. Đây là cái đồng hồ của chiếc xe là chạy được 119.000 km đấy ạ. 19.000 tức là 1.900.000 rồi ạ. Vô lăng cũng được tích hợp các nút điều khiển ạ. Toàn bộ xe đã được trang bị về cái phần màn hình camera lùi. Và chiếc xe Mazda 2 này được thiết kế rất là đẹp về cái phần táp lô rất là đẹp, và đã được trang bị toàn bộ về cái phần điều hòa tự động ạ. Đây là cái phần điều hòa, điều chỉnh điều hòa tự động ạ. Vô lăng cần số cũng đang rất là mới và đẹp đấy ạ. Toàn bộ cụm điều khiển cho cái đồng hồ, toàn bộ cái cụm điều khiển cho cái màn hình của chiếc xe đấy ạ. Và tay phanh. Đấy. Tôi sẽ giới thiệu và quay ra chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem về cái phần, đây là cái táp bi cửa bên phụ đây. Táp bi cửa bên phụ còn đang rất là đẹp. Quý vị và các bạn cùng xem, tuy hôm nay là chúng tôi quay ở trong nhà cho nên ánh sáng nó không đủ để nét cho quý vị và các bạn cùng xem. Nhưng vì chiếc xe này là chúng tôi vừa mới mua về nên là chúng tôi sẽ quay tạm ở trong nhà. Nên mai là chúng tôi sẽ có thời gian là tôi sẽ đem ra ngoài trời để quay cho quý vị và các bạn cùng xem. Ngoài trời thì là ánh sáng nó tốt hơn, nhìn về cái phần nội thất này nó rõ hơn, nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Và hơn nữa là chúng tôi sẽ dọn sạch sẽ đi, vì là cái xe này là chúng tôi vừa mua về, chưa có thời gian dọn dẹp. Chúng tôi quay luôn và ngay cho quý vị và các bạn cùng xem, để nếu quý vị và các bạn đang cân nhắc về chiếc xe Mazda 2 này thì là chúng ta sẽ làm việc thôi. Đây là cái phần cốp sau của chiếc xe. Phần cốp sau của chiếc xe tôi quay qua đây ạ. Toàn bộ là keo chỉ hay là ốc cũng còn nguyên, chưa mất một phân keo chỉ nào. Điều đó chứng tỏ là chiếc xe này là chưa bị đâm đằng sau, còn nguyên bản ạ. Chưa có dấu hiệu của sự đâm đụng ạ. Toàn bộ là cái khoang cốp này. Chủ xe đây là chủ xe nữ cho nên là cũng không mấy để đồ, cho nên là cái cốp sau này còn rất là mới và đẹp đấy ạ. Chưa có xước xát gì đâu ạ. Chiếc xe được sản xuất 2018 và chủ xe là nữ sử dụng, cho nên là cũng không có đồ đạc gì để nhiều ạ. Và cái phần lốp sơ cua, để lốp sơ cua tôi sẽ bỏ cái lớp này ra để cho quý vị và các bạn cùng xem về cái phần lốp sơ cua. Đây là cái đây là chiếc lốp sơ cua của chiếc xe. Lốp sơ cua này chưa một lần hạ, tức là chưa dùng đến lốp sơ cua. Toàn bộ cái lốp sơ cua này và cái phần đằng sau này và các dụng cụ sử kích kiếc rồi dụng cụ để tháo hạ lốp sơ cua này còn nguyên, tất cả gần như mới ạ. Toàn bộ về cái phần lốp sơ cua này là còn nguyên, còn như mới ạ, chưa hạ. Và quan trọng nhất vẫn là của cái xe này vẫn là cái phần động cơ. Sau đây tôi sẽ quay lại cái phần động cơ cho quý vị và các bạn cùng xem. Động cơ là được trang bị là động cơ 1.5 lít ạ. Riêng về cái phần động cơ của Mazda này thì quý vị và các bạn biết là sau khi Mazda đã cải tiến về cái phần động cơ rất là nhiều, cho nên bây giờ về cái phần động cơ của chiếc xe này là đi là rất tiết kiệm nhiên liệu. Mặc dù số tự động nhưng là chiếc xe này cực tiết kiệm nhiên liệu. Có thể nói là chiếc xe này nó tiết kiệm nhiên liệu ngang với một số dòng xe cùng phân khúc mà số sàn đấy. Và tôi sẽ quay ở đây là tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem là cái phần ốc của xe. vì chúng tôi sẽ giới thiệu chủ yếu cho quý vị các bạn để thấy là chiếc xe này nó còn nguyên bản, chưa đâm đụng hay là chưa ngập nước gì, cho nên là tôi sẽ quay trực tiếp là cái phần chủ yếu là giới thiệu cho quý vị về phần ốc xem nó còn nguyên hay không ạ. Đây là toàn bộ về cái phần ốc của xương đầu xe rồi cũng như ốc của tai, ốc cabo, tất cả ốc rồi keo chỉ của cabo này còn nguyên bản. Dấu hiệu chúng ta thấy là chiếc xe này chưa đâm đụng hay là chưa ngập nước, chưa có đâm đụng hay tai nạn gì cả, cho nên là cái ốc và cabo nó mới còn nguyên bản như thế này. Còn ngập nước hay không thì tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn cùng xem. Về cái phần máy thì sẽ biết được có ngập nước hay không. Đây là cái ốc của giảm sóc ạ, ốc của giảm sóc đằng trước. Toàn bộ về cái ốc của máy này nó còn nguyên hay không, có ngập nước hay không thì chúng ta phải xem về ốc máy. Ốc máy mà nó còn nguyên tức là chiếc xe này nó chưa sửa chữa hay là chưa hỏng hóc gì cả, tất cả nó còn nguyên thì điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa ngập nước và mới chạy có 1.900.000 thôi. Thì thực ra thì chiếc xe này 1.900.000 thì chưa có thể phải làm gì đến máy móc cả, chưa phải động vào máy móc làm gì cả, có chăng bảo dưỡng thì cũng chỉ bảo dưỡng ở bên ngoài thôi. Toàn bộ về cái ốc giảm sóc trước này, ốc về ốc chân máy, ốc cao su, toàn bộ về cái ốc của xe, ốc máy đây ạ, tất cả là còn nguyên. Toàn bộ của những cái dấu chấm sơn, dấu chấm của lắp ráp đấy còn nguyên bản ạ. Chúng tôi cam kết chiếc xe này là máy móc là còn nguyên bản, chưa đâm đụng hay chưa ngập nước gì cả, toàn bộ là còn nguyên. Xe này còn rất đẹp. Nếu quý vị và các bạn quan tâm, xin quý vị và các bạn vui lòng liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được xem chiếc xe này. Máy móc là còn rất là mới và nguyên bản đấy ạ. Và chiếc xe này đã được chủ xe độ lên cái phần gương gập điện. Chỉ cần bấm khóa nguyên bản của nó là gập điện, chúng ta phải bấm nút ở trong. Nhưng chủ xe này lắp thêm một cái phần rơ le là ta chỉ cần bấm mở khóa thì cái gương mở, và bấm nút khóa thì cái chiếc gương sẽ đóng lại tự động ạ. Gọi là gương gập tự động đấy ạ. Đấy, chúng ta chỉ cần bấm nút mở thì gương mở, và bấm nút khóa thì gương sẽ khóa lại. Cái này là rất là tiện. Nếu như quý vị các bạn đỗ xe ở ngoài đường là chúng ta có thể nhìn qua cái gương là biết xe mình đang khóa hay là xe mình đang mở. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đến clip của chúng tôi. Quý vị và các bạn hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và quý vị và các bạn đăng ký kênh để đón nhận những clip mới nhất mà chúng tôi cập nhật. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo.